Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khoa học tự học lập trình C Hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài 17 tìm hiểu về mảng hai chiều. Ở phần 1 chúng ta tìm hiểu về khái niệm thì cái mảng hai chiều nó là tập hợp của nhiều mảng một chiều thôi. Các bạn nhìn cái kiến thức mảng một chiều hôm trước chúng ta học đây đúng không? Nó có 10 phần tử và index bắt đầu từ 0. Thì bây giờ chúng ta bê cái hàng này, bê nguyên kích thước của hàng này chúng ta nhân lên thêm 2 3 dòng nữa đúng không? Chúng ta ghép vào thành một cái ma trận thì nó gọi đấy là một ma trận hoặc là mảng hai chiều thôi. Các bạn nhìn bên cạnh này, chẳng hạn như chúng ta có cái dòng này, dòng này này, nó là một gì, một mảng một chiều. dòng thứ hai này cũng là một mảng một chiều, dòng thứ ba này cũng là một mảng một chiều. Thì chúng ta ghép ba cái dòng cùng kích thước của mảng một chiều vào thì nó ra một cái ma trận như này. Đó, thì trong ma trận thì chúng ta chia ra làm gì? có số dòng và số cột. dòng tức là chúng ta hiểu theo hàng ngang này này. Các bạn nhìn đến dòng không, dòng một, dòng hai không? đó thì dòng thì chúng ta đọc theo chiều ngang, còn cột thì chúng ta đọc theo chiều dọc. nó cũng gần giống như cái việc chúng ta đọc excel thôi, đúng không? nó có số dòng số cột thì dòng với cột này index của dòng và index của cột nó cũng giống mảng là nó bắt đầu từ không các bạn nhìn là chúng ta có là một cột hai cột ba cột bốn cột đúng không bốn cột nhưng index của cột là bắt đầu từ không cho nên chúng ta có index max là là ba dòng cũng tương tự như vậy dòng là có một dòng này hai dòng ba dòng nhưng index bắt đầu từ không cho nên dòng sẽ là dòng không dòng một dòng hai và tối đa chúng ta chỉ có index dòng bằng hai trong trường hợp này thôi Thế cái chỉ số dòng với cái cột nó để làm gì? Các bạn nhìn này, chúng ta có chẳng hạn như chúng ta đang ví dụ này có một cái mảng là M. Đó, dòng không cột không đúng không? Chúng ta lấy tọa độ của dòng và cột bằng cách là chúng ta giống này. Các bạn nhìn này, chúng ta lấy chỉ số dòng trước và chỉ số cột sau nhé Chẳng hạn như mình lấy tọa tọa độ đoạn này thì các bạn giống dòng sang này, lấy dòng này, dòng 1 này đúng không? Thì cái chỉ số đầu tiên là chỉ số dòng là 1 này, cột cột 2. Đó thì thằng M này nó có tọa độ là 1 2, tức là gì nó nằm ở dòng 1 và nằm ở cột 2 nó kiểu như vậy, chúng ta giống cột sang thôi, giống rất giống Excel đúng không ạ? thì khi chúng ta truy xuất mảng ra sau này chúng ta sẽ gọi là m 12 ra thì nó đẩy ra giá trị là 4. Đấy, kiểu như thế. thì ở đây chúng ta sẽ có chỉ số dòng, chỉ số cột và tên mảng để chúng ta gọi cái giá trị theo theo vị trí index lúc này index chúng ta sẽ là cả bao gồm chỉ số dòng và chỉ số cột. còn cái thằng uh, mảng cũ này, mảng một chiều này thì chúng ta chỉ gọi là gì? array tại một ra đúng không ạ? là tại vị trí index một ra thôi, bởi vì nó chỉ có một cái vị trí thôi còn thằng bên này nó có cả tọa độ rong và cột nên chúng ta gọi hơi khác một chút phần hai khởi tạo mảng này để khởi tạo mảng thì chúng ta có phân biệt với cái thằng mảng một chiều là chúng ta có thêm cái dấu phẩy ở đây đúng chưa kiểu dữ liệu này mảng vuông và thêm cái dấu phẩy ở đây nó đến tên biến bằng new kiểu dữ liệu đoạn này giống đúng không ạ nhưng mà cái đoạn sau này hơi khác này đoạn sau này thì trước kia chúng ta khai báo mảng một chiều ấy, nó chỉ có mỗi một cái là số phần tử thôi Thế bây giờ thay vì chúng ta khai báo số phần tử Thì chúng ta phải khai báo số hàng và số cột để các bạn dễ hình dung hơn Chúng ta sẽ mở visual lên Chúng ta code cái phần này nha Create a new project này Còn số app next Đây là bài 17 Bằng 2 chiều Phần 1 khởi tạo mảng Thì mình sẽ nốt luôn cái cú pháp đây Chúng ta khai báo cho nó dễ này int mở ngoặc vuông phẩy này dấu cách tên của cái mảng chúng ta để là arr nhá array bằng tiếp theo là gì new int sau đó thì chúng ta truyền vào chỉ số hàng và chỉ số cột ở trong cái ngoặc vuông này giả sử như ở đây là chúng ta để ba hàng năm cột thì chúng ta ghi ba năm như này chấm phẩy à, thì ở đây chúng ta khai báo một cái mảng mới có hàng là ba và cột là năm ba hàng 5 cột như này Khi các bạn khởi tạo theo cách vừa rồi ấy, Thì chúng ta chỉ khởi tạo ra một cái mảng rỗng toàn chữ số 0 Mảng bao gồm toàn cái số 0 Bây giờ chúng ta lại không muốn là số 0 Mà chúng ta muốn khởi tạo ngay cái giá trị cho nó từ ban đầu Thì các bạn làm như sau Các bạn thêm cái phần cụm hoặc nhọn ở phía sau này Các bạn mở video lên chúng ta sẽ cốt và giải thích nhé Phần hai này Chúng ta sẽ khởi tạo và gán Gán luôn giá trị cho mảng Thì chúng ta bê nguyên si thằng này xuống đây là cách viết dài này chúng ta vẫn khởi tạo và chúng ta tạo ra một cái mảng có giá trị mới luôn không phải là bằng không trên này nó sẽ xuất ra toàn giá trị không thôi à, như chúng ta để hai dòng và ba cột thôi để chúng ta đỡ phải nhập nhiều đấy thì các bạn ra ngoài ngọc vuông này các bạn mở hai cái ngoặc nhọn ra cụm hai ngọc nhọn thì lúc này cú pháp của chúng ta sẽ là gì có hai dòng đúng không hai dòng thì chúng ta sẽ đây chúng ta có hai cụm ngoặc nhọn các bạn nhìn thấy không một dòng này hai dòng này đó và trong này sẽ là 3 phần tử chỉ số cột mà chúng ta sẽ có là 1 này 2 3 này ở đây chúng ta sẽ nhập một phần tử bất kỳ đi ví dụ như 8 5 4 Đó. thì chúng ta sẽ nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy ở đây có một dòng này hai dòng này à, các bạn bỏ dấu phẩy đi nhá hai dòng này đó và cột thì sẽ là một cột hai cột ba cột như này nó sẽ lấp hết vào các cái phần tử của cái ma trận mà chúng ta tạo ra chúng ta sửa tên này thành array 2 đó, thì đây là cách khởi tạo và gán luôn giá trị. Thì các bạn chú ý là chúng ta có thể khởi tạo ngắn hơn bằng cách là chúng ta gì? Khóa cái đám này đi. Tức là bạn chỉ gần cái ngoặc nhọn này thôi, nó cũng đã tự hiểu đây là cái mảng của bạn là có bao nhiêu dòng bao nhiêu cột rồi. Tất nhiên là kích thước của các bạn phải tương ứng nhé. Các bạn nhìn này, ở đây chúng ta có 3 phần tử thì ở đây cũng phải có 3 phần tử. Chứ các bạn mà nhập vào đây một dòng có 3 phần tử, một dòng có 4 phần tử thì không bao giờ được đúng không ạ? Ma trận của các bạn nó không thể sắp xếp được các bạn biết là ma trận chúng ta là các cái hàng nó cùng kích thước thôi đúng không? Nên là nó phải cùng kích thước nhá. Phần 4 chúng ta khởi tạo một cái mảng ngẫu nhiên. Tức là các phần tử là các cái giá trị ngẫu nhiên. Chúng ta tạo ra dòng cột này. Sau đó thì chúng ta đẩy các cái phần tử ngẫu nhiên vào đó. Thì các bạn sẽ sử dụng vòng for để chúng ta chuyển ngẫu nhiên. Các bạn mở visual lên. Chúng ta cốt bài này. Nốt vào là 3 này. Chúng ta nhập giá trị ngẫu nhiên và chúng ta sử dụng for nhé. Đầu tiên để tạo một đối tượng ngẫu nhiên chúng ta dùng random. À, random ran này. Mình thì mình thích dùng R thôi. Biến R đúng không ạ? Còn chúng ta khai báo số dòng cho nó thôi. Dòng như dòng bằng 3. Đúng vậy. Căn D này. Số cột bằng 4. Các bạn cũng có thể cho cái số dòng và cột này là cho người dùng nhập vào số dòng số cột. Sau đó thì chúng ta đẩy vào biến dòng, biến cột, cái đấy các bạn tự viết nhé, mình thì mình chốt luôn cho đỡ phải mất thời gian viết cho người dùng nhập vào, lại mời nhập vào số dòng, mời nhập vào số cột, sau đó chúng ta ép vào chỉ số dòng, số cột thôi, đúng không? Chúng ta khai báo mạng này, int, mở ngoặc vuông, nhớ là có dấu phẩy, ấy. cách, array3, array, arr3 array, này, đó, tên biến mới, bằng new, int, lúc này không phải 3 năm nữa mà chúng ta cho vào chỉ số dòng và chỉ số cột nó chính là cái biến dòng biến cột bên trên này bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hai vòng for để cho duyệt các bạn cứ viết sau đó thì mình sẽ giải thích tại sao nó lại ra như thế nhé đầu tiên là for này chúng ta sẽ duyệt trên số dòng trước for inti bằng không đến y nhỏ hơn dòng và y cộng cộng xuống này mở khung ngoặc nhọn của for thứ nhất này rồi đến thằng for thứ hai để chúng ta duyệt trên cột for in dưới di bằng không này di nhỏ cột và di cộng cộng đó chúng ta mở quay ngọc nhọn tiếp theo rồi bây giờ chúng ta sẽ viết ra cái chỉ số y cvk tap tap rồi chúng ta sẽ dùng con số right thôi để chúng ta viết nối đuôi viết thằng y ra này dưới này chúng ta viết thằng di ra và chúng ta cộng thêm một phím sược t nữa sược tap ra ngoài vòng for này các bạn dùng console chấm right line để ra xuống dòng các bạn cứ viết đi sau đó mình sẽ giải thích tại sao chúng ta phải viết như này nhé rồi ra ngoài này chúng ta dùng gì console chấm read key để dừng màn hình lại đọc thôi read key này đó rồi bên chúng ta f5 này các bạn sẽ thấy nó chạy ra cái gì đây các bạn thấy nó ra không một hai ba một không đúng không? thì nó chính là cái chỉ số của từng cái vị trí ở trên mảng đúng không? các bạn nhìn lại cái ảnh lý thuyết nhá. các bạn nhớ cái thằng không 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 đấy nhá. đây cái mảng chúng ta trong lý thuyết đây, các bạn nhìn này. không 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 một đúng chưa? nó chính là cái vị trí easy của cái thằng mảng mà khi chúng ta sử dụng hai vòng for chúng ta duyệt ý, thì sẽ xuất ra được gì? xuất được ra cái vị trí easy của từng vị trí. bây giờ chúng ta nếu muốn lấy giá trị thì chúng ta chỉ cần gì chúng ta điền tên mảng và xuất tại easy thôi đúng chưa bây giờ các bạn đã có vị trí easy rồi bây giờ chúng ta chỉ cần gắn giá trị cho từng vị trí trên mảng thôi array 3 bằng này array 3 tại easy đúng không ạ tại easy chúng ta gọi index của từng thằng ra chúng ta gắn giá trị thôi cái này chúng ta nốt lại nhá không cần cái này nữa rồi gắn bằng cái gì gắn bằng r next để chúng ta gắn cái random đúng không ạ nó chạy từ bao nhiêu? Chạy từ 0 cho đến 50 đi. Đó, chấm phẩy. Tóm lại, đoạn này là gì? Chúng ta duyệt vòng for theo dòng, duyệt vòng for theo cột và chúng ta đẩy ra được cái vị trí easy để get vị trí index của từng vị trí trên mảng. Sau đó chúng ta gọi cái thằng mảng đó ra tại vị trí index đó ra và chúng ta gán bằng giá trị random, đúng không? f năm này. Và tất nhiên là chúng ta không thấy gì cả, bởi vì là chúng ta đang chưa xuất cái thằng này ra, được chưa? Bây chúng ta sẽ xuất cái thằng này ra nhá. Bây giờ giả sử như chúng ta xuất tại một vị trí bất kỳ đi, bạn xem giá trị nó bao nhiêu. TVK này, tap tap này. Chúng ta xuất array 3 tại vị trí 00 nhá. Vị trí index đầu tiên của nó. Dưới này là 01 đi. Đó, đây là xuất theo cái vị trí index chúng ta gọi easy ra đúng không? F5 này. Để bạn xem là khi chúng ta tạo random ra thì nó ra bao nhiêu thôi. Đây này. Hai giá trị ta là 3537 đó chúng ta sang phần 5 này là chúng ta truy xuất các phần tử chúng ta xuất cả một cái mảng đó luôn giống như cái mảng bên dưới này chúng ta xuất ra kết quả luôn này xuất cả mảng ra luôn thì chúng ta cũng sử dụng vòng for để chúng ta duyệt chúng ta xuất mảng ra và các bạn chú ý là chúng ta có thể dùng thằng ghét len không để chúng ta ghét số dòng của mảng và thằng ghét len mà ngoặc một để chúng ta ghét số cột trong trường hợp mà chúng ta có một cái mảng cho trước chúng ta không hề biết số dòng số cột của nó thì hãy sử dụng thằng này để chúng ta ghét ra số dòng và số cột nhé đây chúng ta xuất mảng bất kỳ sử dụng getlen không mà len một này sử dụng vòng for thứ nhất for này mở ngoặc int bằng 0 đến y nhỏ hơn array 3 chấm getlen đó các bạn sử dụng cái thằng array 3 chấm getlen để chúng ta đẩy về số dòng của thằng array 3 nó tăng biến đếm y cộng cộng lên một như này rồi tiếp theo mở khối lệnh của thằng for thứ nhất rồi đến thằng for thứ hai này for mở ngoặc int z bằng 0 đến thằng array 3 get len tại 1 để chúng ta lấy chỉ số cột và tăng biến z lên cộng cộng được chưa nó gợi ý xong rồi này mở nhọn này bây giờ các bạn biết là cái đoạn trên này và đoạn dưới này là để chúng ta đẩy ra được cái chỉ số easy rồi đúng không lúc trước chúng ta test rồi nó ra chỉ số easy là chỉ số vị trí index của từng cái phần tử một trên cái mảng đấy bây giờ chúng ta chỉ cần xuất ra thôi cvk tap tap nhưng mà xuất ra chúng ta dùng roi thôi nhé. Còn số -right để chúng ta nối các phần tử với nhau. Đây, array 3 xuất tại tại easy. Đó, easy. Rồi, vào đây chúng ta cộng thêm một cái sược T vào đây nữa để chúng ta mỗi phần tử cách nhau bằng một phím tab để nó dễ nhìn thôi. Rồi. Kết thúc một dòng. Đây là mỗi cái thằng for này này nó sẽ chạy hết một dòng. Kết thúc một dòng chúng ta cần thêm thằng console write line để chúng ta xuống dòng. Bởi vì mỗi hàng xong là chúng ta phải xuống dòng mà. Ra đây các bạn dùng con số đít để dừng màn hình lại thôi. Rồi, cho F5 này. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta được cái ma trận ngẫu nhiên mà vừa nãy chúng ta tạo ra việc chúng ta xuất ra đúng không ạ? 25, 31, 44, 32. Thì cái thằng trên là do chúng ta xuất thằng array 3 tại 00 và tại 01 thì các bạn thấy nó nhận giá trị 25 và 31 không? 00 chính là cái thằng 25 này này, đúng không? Còn 01 tức là hàng bằng 0 và cột bằng 1 thì ra là 31. Đấy, cái ý trên chúng ta xuất ra đây này thằng bên dưới này chúng ta sẽ xuất ra toàn bộ cái ma trận thì ở đây các bạn có thể xuất đẹp hơn bằng cách là chúng ta làm gì thêm thằng cvk tap tap này ma trận ngẫu nhiên vừa tạo ra là hai chấm đó ở trên này chúng ta dùng cái gì còn chấm encoding để viết tiếng việt thôi encode này output encode bằng encoding utf8 em đó như vậy chúng ta sẽ xuất ra được cái giá trị như này ma trận ngẫu nhiên vừa tạo ra là như này đó, mỗi lần các bạn f5 thì cái ma trận này nó lại thay đổi giá trị 37 48 48 đúng không 5 cái nữa này đó loại thay đổi này hai chiều đến đây là kết thúc thì chúng ta sẽ review lại toàn bộ kiến thức sau đó thì sẽ dừng cái bài học hôm nay ở đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi